đạo diễn của món cơm hến gốc Huế. Nước hến rất ngọt, có mùi gừng. Hello mọi người, hôm nay Nhi sẽ xa cách nhưng hay đi chợ ở Mỹ và làm cơm hến ăn ở nhà nhé. Vì là thích ăn giữa tuần nên là mình sẽ đi chợ online mua hến, mua đậu, mua bún, mua mấy thứ mà mình còn thiếu. Là ngày mai họ sẽ ship tới. Đây là đồ họ đã ship tới. Có rất là nhiều thứ ở bên trong, họ đóng gói rất là kỹ và sạch sẽ. Mình mua thêm bột gạo này, đậu này, bún tươi về mình tự luộc rồi ăn thôi. Còn trong thùng này thì có đồ đông lạnh hoặc là rau củ quả, có giá, có nấm, hành hai bó đi một đồng rưỡi. Ngò có rau tân ố này để người khác ăn, salad, có bông cải xanh đang xèo nên là mua luôn. Đây có đồ đông lạnh thì có con đậu. Vì mình đã đi chợ rồi nên là mua thêm những thứ mà mình thích mua thêm thôi. Củ này là củ cải mốn à. Bạn đi ăn sáng. Còn bên đây thì đồ hải sản hoặc đồ tánh thì họ bỏ riêng một bịch với đá. Đây, thịt hến. À, con gà này là con gà giống Việt Nam, con gà 13 đô để về nấu phở hoặc là bọc gà. Đây, nguyên liệu chính là sắn, phải thở lá, hến, con so để mà nấu lại được hết, đầu, bạc hà, đây chị Dũng. Lắp chuối, con salad để trộn thêm, nấm ruốc, thêm cả apple để bỏ cho hành chua chua, vì mình để kẽ mất quá, bỏ giá, da heo, bún tươi, ngoài ra thì có thêm ớt, tỏi. Rồi đậu phụng. Chờ thôi. Nấu thôi. Kê cắt đi. Bỏ nhiêu đâu thầy à. Đường thêm salad. Kê cắt gì nữa. Chú Trung. Có vừa bạn cấm hẹn ở với con. Anh chiều là phải lo lạc bao bạc hà, mãi sáng đến chờ bạn sớm. Sau đó với dâu, sau đó thì bỏ thêm một ít điêu cho màu đẹp thôi là xong rồi. Vì ở Mỹ thì là không có bún tươi nên làm mua bún khô mà già bún tươi nên luộc cũng rất là nhanh, khoảng 10 phút là chín mềm rồi vớt ra. Thank you.
Giờ mình sẽ cắt một ít hành lá để xào hến nha. Mình dùng cái chảo vừa rồi vừa nấu đậu để xào hến luôn. Cho một ít dầu này, cho một tí hành để chiên cho thơm hơn. Đây, bắt hai vị sát đất này. Thì bọc thêm ngò. Bọc ngò vô. Bắt chuối. Bọc lên. Rồi xong. Con cả Apple nó kiếm không này. Đi ngon rồi chưa? Chưa ngon rồi nè. Xong, ăn lên. Thank you.
Thank you.